Hi, I'm Lin. I really like learning English because I know that English is important to my future. I used to learn English at the center, but now I'm learning it online at home with our kids. Well, during the lesson, I talk, I play, and I sing with my teacher. In order to learn English well, besides learning English with my online teacher, I study lessons by watching cartoons and playing games. I also read stories, listen and sing to the songs in each lesson. I keep learning English and speaking English to people around me, and I love Hello Kitty very, very much. Hello, I'm Han. I like learning English a lot, and I like learning English online with Hello Kitty, because I can stay at home and learn English with my teacher. I think the online lessons are very fun. I'm the only student in the class, so I can talk to my teacher a lot. Đâu là bí quyết học tốt tiếng Anh của những học sinh này? Đó là nhờ các em đã học tiếng Anh theo phương pháp Blended Learning. Mô hình học tập kết hợp giữa việc học với giáo viên sử dụng giáo trình sách truyền thống và việc tự học tại nhà của học sinh sử dụng giáo trình điện tử được chuyển thể từ giáo trình sách. Phương pháp tiên tiến này đã và đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới và mang lại hiệu quả đào tạo tiếng Anh tối đa cho người học. Việc học tiếng Anh trên lớp hay ở trung tâm là chưa đủ. Trong bối cảnh học sinh không có môi trường để giao tiếp hàng ngày, thì chìa khóa của việc học tốt tiếng Anh là sử dụng phương pháp Blended Learning với giáo trình điện tử. Đây là một bài học trên sách giáo khoa. Nếu chỉ học trên sách giáo khoa, học sinh chỉ có thể nhìn sách học một cách thụ động. Điều này gây ra cho các em sự nhàm chán. Để khắc phục nhược điểm trên của giáo trình sách, Hello Kitty đã chuyển thể toàn bộ nội dung của giáo trình sách thành giáo trình điện tử với các bài học hấp dẫn, thú vị dưới hình thức các bộ phim hoạt hình. Đây là những từ vựng trong bài học được chuyển thể thành hình ảnh kèm theo âm thanh sinh động. Toàn bộ từ vựng mẫu câu của bài học cũng được chuyển thể thành bài hát hay trò chơi giáo dục giúp học sinh không những vô cùng hứng thú khi học mà còn tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Vậy ba bước để học với phương pháp Blended Learning là gì? Bước 1. Học sinh làm quen với kiến thức trên giáo trình điện tử trước buổi học. Trước khi buổi học chính thức với giáo viên diễn ra, thông qua giáo trình điện tử, học sinh làm quen trước với kiến thức sẽ học bằng việc xem các mẫu phim hoạt hình ngắn, clip từ vựng hay mẫu câu được chuyển thể từ nội dung bài. Việc làm quen trước buổi học giúp cho buổi học với giáo viên của các em sẽ diễn ra nhẹ nhàng, vui vẻ hơn và giúp các em nắm bắt kiến thức tốt hơn. Bước 2. Học với giáo viên. Các hoạt động tương tác với giáo viên khuyến khích trẻ nghe nói tiếng Anh tối đa. Nhờ việc học sinh đã làm quen trước với toàn bộ nội dung bài học ở bước 1. Trong buổi học chính thức với giáo viên, học sinh nắm bắt toàn bộ kiến thức một cách vô cùng thú vị, nhẹ nhàng và hiệu quả, dù là học trực tuyến hay học tại trung tâm. Bước 3. Học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trên giáo trình điện tử thông qua game tương tác, luyện phản xạ nghe nói. Để tránh việc học sinh quên kiến thức đã học, học sinh ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học trên lớp thông qua giáo trình điện tử bất kỳ lúc nào. Điều này giúp học sinh nắm bắt được ít nhất đến 90% lượng kiến thức và việc ghi nhớ kiến thức là dài hạn. Ngoài ra, để giúp học sinh phát âm chuẩn bản địa, giáo trình điện tử còn có phần mềm chỉnh sửa phát âm cho học sinh. Với phần mềm này, bằng cách học sinh thu lại đoạn phát âm và phần mềm sẽ chỉ ra lỗi phát âm sai để học sinh kịp thời điều chỉnh.
nỗi lo lắng của phụ huynh vì sự hạn chế thời gian học trên lớp với giáo viên khiến trẻ không được tương tác nghe nói bằng tiếng Anh nhiều đã được khắc phục nhờ có giáo trình điện tử với các tính năng hiện đại nhất hiện nay. Phương pháp Blended Learning với giáo trình điện tử chỉ được tìm thấy tại AlloKiddy. Hãy tham gia chương trình học tiếng Anh trực tuyến tại allokiddy.com.vn hoặc trung tâm tiếng Anh AlloKiddy Academy để con bạn được đào tạo tiếng Anh bài bản với phương pháp hiện đại nhất hiện nay, Blended Learning, với bộ giáo trình điện tử gồm phần mềm AlloKiddy, website allokiddy.com.vn được chuyển thể từ giáo trình tự biên soạn Kids Friends. Toàn bộ nội dung của giáo trình Kids Friends được biên soạn dựa theo khung tham chiếu Young Learners của Cambridge. Tại sao chúng tôi không chọn các giáo trình sách đã rất nổi tiếng của nước ngoài, mà các chuyên gia và hàng chục chuyên viên của AlloKiddy đã mất nhiều năm chỉ để biên soạn nên giáo trình Kids Friends? Một ví dụ rất đơn giản, rất nhiều học sinh Việt Nam mặc định cứ là quả chanh thì trong tiếng Anh là lemon. Thực tế, quả chanh màu xanh mà Việt Nam hay dùng là lime. Chỉ quả chanh màu vàng ở các nước châu Âu thường dùng mới là lemon. Sự nhầm lẫn này là do các giáo trình của nước ngoài biên soạn chưa chi tiết những nội dung mang tính chất vùng miền. Để khắc phục nhược điểm này của giáo trình nước ngoài đối với học sinh Việt Nam, AlloKiddy đã biên soạn lại giáo trình có chi tiết nội dung theo vùng miền để học sinh có sự so sánh, tránh sự mặc định nhầm lẫn đáng tiếc. Như trong ví dụ quả chanh, chúng tôi đã đưa vào trong giáo trình cả hai hình ảnh quả chanh cạnh nhau nhằm giúp học sinh phân biệt rõ ràng. Ngoài ưu điểm vượt trội về phương pháp đào tạo nói trên, có rất nhiều lý do khác để bạn lựa chọn AlloKiddy. Nội dung giảng dạy bài bản. Nội dung giảng dạy tại AlloKiddy được sự tư vấn và tham gia trực tiếp biên soạn của đội ngũ chuyên gia nổi tiếng đến từ Oxford và Việt Nam như ông Oliver Newman, giảng viên Anh ngữ đến từ Oxford, Vương quốc Anh, hiện là giảng viên Đại học British tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hải Hà, thạc sĩ tiếng Anh, giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà giáo dục ngôn ngữ sáng tạo của tổ chức Microsoft. Bà Nguyễn Thị Thu, hiện là nghiên cứu sinh tiếng Anh tại Australia và nhiều chuyên gia khác. Đội ngũ giáo viên chất lượng. Trước khi tham gia giảng dạy tại AlloKiddy, toàn bộ giáo viên đã trải qua kỳ tuyển chọn nghiêm ngặt và một khóa học đào tạo chuyên môn cùng kỹ năng giảng dạy do chính chuyên gia của AlloKiddy đào tạo. Cơ sở vật chất hiện đại. Cơ sở vật chất tại AlloKiddy được đầu tư hiện đại. Đối với nền tảng học trực tuyến cùng giáo viên, AlloKiddy có hệ thống phòng học trực tuyến hiện đại, nơi học viên và giáo viên có thể tương tác, nghe nói với nhau. Đồng thời, giáo viên có thể tải lên video và các tài liệu giảng dạy kèm theo để nâng cao chất lượng buổi học. Trung tâm AlloKiddy Academy được trang bị hệ thống phòng học và các thiết bị hỗ trợ tối ưu nhằm tạo ra một môi trường học vui nhộn, thoải mái và hiệu quả. Song song với việc học kiến thức trên giáo trình sách và giáo trình điện tử, học viên tại AlloKiddy còn được tham gia các bài ôn tập và kiểm tra tiến độ học tập theo chuẩn của đề thi Cambridge. Sau mỗi khóa học tại AlloKiddy, các em không những tự tin giao tiếp mà còn có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể tham gia thi các chứng chỉ tiếng Anh do Cambridge tổ chức. Với phương châm đào tạo, học mà chơi, chơi mà học, và học một biết 10, AlloKiddy Academy tự tin là sự lựa chọn tốt nhất của phụ huynh, góp phần quan trọng trong việc kiến tạo tương lai tốt nhất cho con em của quý vị. AlloKiddy, tương lai của con em bạn là động lực của chúng tôi.